Xin chào các bạn, trên tay của Hiền chính là hộp sản phẩm bột thần hương phong thủy Kim Tâm Cát, tinh hoa phong thủy Á Đông. Bột thần hương phong thủy được bào chế từ các thành phần linh mộc đặc biệt quý hiếm từ Tây Tạng theo một công thức tinh hoa bí truyền từ Hoàng Cung như trầm hương, sơ đỏ, hoàng đàn, an tức hương, hắc cam tùng, huyết rồng, ngọc an, quế chi, hương nhu, bồ kết, hoắc hương, xuyên khung, tô mộc, bạch chuột, sinh địa. Bột thần hương phong thủy trước khi đến tay khách hàng đã được hoạt hóa cho bột thật sự sạch sẽ, đánh thức linh tính của gỗ, giúp gia tăng khả năng thanh tẩy uế khí, tà khí, thanh tẩy âm khí và mang lại may mắn, vượng khí đến với gia chủ. Bột thần hương có những công dụng như sau: thanh tẩy uế khí, thanh lọc khử mùi không gian sống, gia tăng năng lượng và vượng khí, kích hoạt tài lộc kinh doanh buôn may bán đắt, công việc thuận lợi, quý nhân phù trợ, chuyển vận, giải trừ xui xẻo, hạn xấu. Bột được dùng trong lễ động thổ khai trương nhập trạch, giúp xuân sẻ, bình an và thịnh vượng. Được dùng trong dâng cúng Phật, công đức vô lượng, cúng thần tài thổ địa, mở cung tài lộc. Hỗ trợ thiền định, yoga, chữa khó chịu mệt mỏi, mất ngủ, bóng đè. Giải trừ phong long âm khí, u ám, tẩy trừ tà khí, xài lạnh đám tang. Ngoài ra bột có thể giúp cho em bé ngủ ngon, tránh khóc đêm, giật mình, tránh bị vía độc cho trẻ sơ sinh. Tạo cảm giác gần gũi, nhẹ nhàng và giảm căng thẳng, hạnh phúc, bình an. Ngoài ra còn có hương thơm để xua đuổi côn trùng. Các bạn có thể mang theo bên mình để luôn bình an và may mắn. Cách sử dụng như sau. Mỗi một hộp như thế này thì có tới 45 gói nhỏ, rất là tiện lợi cho các bạn có thể sử dụng. Bạn có thể dùng bột thần hương ở dạng đốt, cho vào lư điện hoặc lư đốt bình thường và châm bằng bật lửa để bột âm ỉ cháy và tạo ra khói thơm lan tỏa. Mình có thể đốt trên ban thờ Phật, ban thờ thần tài hoặc là trong nhà, ở cửa hàng kinh doanh. Ở dạng nước thì có thể dùng bột để tắm, thanh tẩy năng lượng cơ thể, nhất là 4 ngày đầu dùng linh số thượng lưu. Ngoài ra có thể hòa với nước để bao sái ban thờ và lau dọn nhà cửa. Ở dạng bột, có thể để gói bột như thế này vào ví, vào tủ quần áo hoặc là cho vào túi đỏ để làm các mẹo tài lộc đầu năm. Sản phẩm này tuyệt đối an toàn cho cả phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ, đạt top 10 thương hiệu nổi tiếng châu Á Thái Bình Dương năm 2021. Chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng bột thần hương phong thủy Kim Tâm Cát. Nhanh tay bấm vào nút quả chuông và đăng ký kênh Kim Tâm Cát, bí mật năng lượng số để nhận được những thông báo về video mới nhất bạn nhé.